chở phế liệu vừa ra khỏi bãi do thiếu quan sát đã cán chết một bé gái 3 tuổi đang chơi gần đó vào sáng ngày 17 tháng 1 năm 2016 trên địa bàn phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết. Thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 51C71241 đang chở phế liệu trong lúc tài xế cho xe lưu thông bãi ra đường dân sinh để về đường số 11. Khi vừa ôm cua ra khỏi khoảng tổng khoảng 5 mét, tài xế không quan sát kỹ đã cán phải một bé gái đang chơi gần đó. Thế vậy, nhiều người đã vội hô hoán cho tài xế dừng lại nhưng bé gái đã chết ngay sau đó. Lập tức người dân đã báo cho gia đình và cơ quan chức năng đến giải quyết. Đến hơn 12 giờ trưa thì vụ việc được giải quyết xong. Được biết bé gái là con của một cặp vợ chồng làm công nhân tại một công ty trên địa bàn.